Gary. Rồi kiếm chỗ ngồi đi. Rồi kiếm chỗ ngồi đây. Chị nước uống anh em. Anh bả đi đâu rồi, bả đậu xe em trước luôn kìa. Cái này em nha. Cái này còn bả gì? Còn bả. Thôi ngồi đi rồi uống nước rồi bạn. Mình phải cho bả rất là. Tao ghế nhà đi. Mười cái không mười ghế đâu chết tao. Chú Quán ơi, chú Quán ơi. Cho 15 chai xin đem vô đây chú Quán ơi. Chú Quán. Hú hồn cho thằng mười mấy chai nước đi. Bà mới nha. Gác nó chết rồi. Con gái nó chết rồi. Lấy nước dùm lẹ đi bà ơi. Uống cái gì đi nè. Uống gì? Uống tròn đi. Uống cái gì mà vừa rẻ vừa mát vừa hết khát. Tròn đi học đi. Đợi chị chăm chứ. Ở gì hộp cũng chăm nữa hả? Ừ, đang chăm cho nó nở hiểu không? Uống gì á? Bán cái gì mà chăm? Uống hộp é. Mẹ cho đi hộp é. Ừ đã vậy chú có luôn. Uống gì nước chai liền đi. Chai liền đỏ đỏ. Chai liền là xì tên. Uống gì? Con chai xì dầu đi. Rồi có luôn. Chạy bếp lấy chai dầu ăn nha con. Mày muốn uống nước miễn phí không? Muốn, đương nhiên phải uống mà trời. Miễn phí mà uống gì ai không uống. Chút xíu nữa cái vợ gà cái bạn mình sẽ gài kèo quá cái vụ bà có chiếc tay côn mô tô gì dữ lắm, nghe nói là bà chạy cũng dữ lắm. Quái xế bữa nay trời bà nước này cái xong bây giờ là bà chạy nhanh đó thì là bình thường. Đến giờ mình chơi kèo là sao mà cho bà móc đầu. Mà làm gì bà dám trời. Ừ chút xíu ta mình đi chơi. Đây chút xíu nữa nó ra cái mình giả bộ mình chê bà con chân nó nóng lên là nó quất mình liền à. Ok. Thằng bà có nóng không? Chút xíu mà chê cho dữ vô. Nước lâu quá chú Quang ơi. Trời ơi, kẹp nắp gì ai uống nữa trời. Trời ơi, kẹp nắp gì ai uống nữa trời. Trời là trời. Trời mày phá cái bụi nắp của bà lắm gì mày cười cầm bà vậy. Cười không có uống cái đó đi nhà. Này, bây giờ có cái kèo này nè, giờ bàn thử là được không? Sáng giờ bỏ hế dữ lắm mà không có kèo bọng gì ở đây hết trơn nha. Về vui không? Nói nghe coi. Vui. Bây giờ là giờ nghe đồn là bà chạy xe dữ lắm phải không? Có đâu biết chạy gì đâu. Bây giờ có chiếc mô tô đậu trước kìa phải không? Rồi bắt đầu cái tới mình giờ là cá, nếu mà làm được á thì tôi chở cái này gấp 3 lần. Còn không được thì phải bao hết này. Bao nước lại cho mấy tôi. Biết không? Ngồi chết nhát làm gì dám. Tôi biết chạy xe đâu trời. Ví dụ như mình bán sáng giờ ấy 3 lần ở đây có 3 ly gấp 3 lần này 3 với 3 nữa là 12 với 3 nữa là 12 thì chứ phải 12 sao? Trời ơi, bà này không có lớp 2 trời. Ồ, lớp 12 luôn trời. Tôi có đi học vậy. Phải không? Thì giờ thì gấp 3 lần ở đây có 3 ly gấp 3 lần này 3 với 3 nữa là 12. Gary. Ai biết. Giờ chơi không giả bộ vòng mà chích nhát thì nó mẹ chích nhát là ta đi về. Nước đi. Rồi mà 12 chai phải không? Bán sáng vậy á. Gấp 3 lần. Để gấp 3 lần thì ra 12 chai. Nói số lượng đi. 9 chai bà ơi. 9 chai hả? Thôi gắn chai thì 10 chai mới làm. Rồi. Chơi luôn. Chơi luôn. Rồi. Móc đầu nha, móc đầu vô đàng hoàng nha, chứ móc đầu không đàng hoàng là không có được đó. Móc cao không chung à. Để bây giờ nói chung là chiếc xe tôi bay khỏi mà mà đất là được rồi. Tôi móc đầu mà bay 2 bánh luôn hả? Ngon nha. Một bánh trước thôi. Bây giờ móc cái đít thì móc cái đầu này giao cơ kỹ nè. Móc đầu đi, móc đít móc nổi đâu. Giờ mày không tính chơi đâu. Tính chơi lại. Mày còn tiền không? 10 chai á. 10 chai đúng. Mày có đem theo đủ không? Rồi ba thằng Hùng lại đủ không? Đủ. Rồi chơi luôn. Rồi đây nhanh. Đến đợt chương trình bà Hoàng Lan bà sẽ đi lại. Đây giờ tao bóc đầu nè, nếu mà ăn á là mình được 10 chai nước nha mọi người. Còn thôi là mình mất 3 chai. Hả? Thốt nó luôn. Đang bắn ới rồi. Gary. Đây mọi người, xong rồi đó. Nó thử thách mình đó mọi người. Vô hốt nó liền mọi người. Dữ nha, sợ chưa? Cha nướng rồi. Cha nướng. Dễ chơi, dễ chơi. Đồ má làm gì là hai mình lỗ rồi, nó không có lỗ miếng nào luôn. Ở tôi mới chơi. Đồ, vậy mà nó khó, nó dễ không? Vô hầm 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 hầm. Nữa ăn, nữa ăn chơi vậy. Chút xíu mới trả chứ, chưa xong rồi. Không uống đi. Vui giúp. Rồi móc đầu cái bà Hoàng Lan móc đầu rồi thua mẹ 10 chai nước rồi. Ủa con thấy một đống người khi ngóc lên mà. Người khi ngóc lên mà. Thôi rồi. Bà Lan có cái gì ta? Dạ mày nước. 10 chai nước. 10 chai nước. Ô ba chai à. Ba chai ông nội vô ông nội. Chạy cao mà cái tường mình nó lớn nè. Mà nó biểu mình bóc đầu chiếc xe đó lên. Mọi người bóc nổi không? Á chiếc xe đó đó. Trời ơi, tao nói xì tên nó ngon nha, bữa nay được uống miệng phí ngon. Phải là nó cá độ, nó kêu mình bắt đầu lên. Thôi mình cũng lớn rồi, mình bao mấy đứa em mình uống cho nó vui. Trời đất ơi. Còn bây giờ, cả nhóm của tụi mình xin chào mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video vui vẻ, mọi người nhớ bấm đăng ký và cho like. Nếu bấm chuông này có thể theo dõi hoặc là video mới nhất cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.